Một chuyện tình đẫm lệ thời chinh chiến Tác giả Vĩnh Chánh Thật đáng thương cho những người đã sinh ra và lớn lên trong cuộc chiến quốc cộng tương tàn thảm khốc. Chị biết anh vì hai gia đình ở chung xóm gần chợ gia định chỉ cũng là bạn học cùng lứa với anh em từ trường tiểu học cho đến lúc vào trường Trưng Vương. Anh học khoa học Sài Gòn thỉnh thoảng anh dừng chân ở quán nhà chị ở đầu ngõ chào hỏi vu vơ nói đôi ba câu chuyện kêu chị là bé dù anh chỉ hơn chị chừng năm tuổi vậy mà chị lại thích chị có cảm giác mình thật bé bỏng khi đứng bên cạnh anh thật cao lớn cần sự che chở của anh năm lên lớp mười một chị thấy anh vắng mặt một thời gian ngắn qua nhỏ bạn biết anh động viên vào thủ đức rồi anh lại hiên ngang xuất hiện sau đó với bộ đồ hoa dù và nón bê trê đỏ. Cuộc tình bắt đầu với người yêu là một thiên thần mũ đỏ. Ở tuổi 17, chị lớn dần trong tình yêu trầm lặng của anh trở thành một thiếu nữ chính chắn. Trong khi đó đời sống nội tâm cùng sự lo sợ triền miên đôi khi khiến chị cảm thấy lạc lõng giữa chúng bạn ở lứa tuổi ô mai. niên học năm 74-75, Chị bước vào năm thứ nhất văn khoa, anh vẫn miệt mài với đơn vị ở những chiến trường xa, những lá thư yêu thương, anh gửi chị chỉ ghi cái địa chỉ KBC 4794 Lạ Hoác. Cuối tháng 2 năm 75 anh bất ngờ có mấy ngày về phép. Đêm trước ngày trở lại đơn vị, anh đưa chị đi ăn chè gốc Bạch Đằng, Nguyễn Huệ, ngồi quán chè cùng nhìn ra sông Sài Gòn chị bỗng nghe anh nói bằng một giọng nhẹ nhàng ngày mai anh trở ra lại mặt trận em ở nhà bình an chuyến đi này không biết bao giờ anh về thăm em được tình hình rất căng đôi khi anh nghĩ may ra anh bị thương thì chúng mình mới có cơ hội để thành vợ chồng lẫn trong tiếng nói chị tưởng như bên tai mình có hơi thở của anh vị ngọt của muỗng chè bỗng trở thành vô vị nơi cuối lưỡi chị quay lại nhìn anh hai bàn tay tìm nhau không không thể chờ đến khi anh bị thương nhận ra bàn tay mình run rẩy trong tay anh chị nói thôi mình về đi anh khi lặng lẽ trời quán chè bờ sông anh không cầm tay chị dắt anh không hiểu sao buổi hẹn hò bỗng bị chị cắt ngắn đòi về nhìn vẻ thất vọng một cách tội nghiệp trên khuôn mặt sạm đen của anh chị thấy thương anh chi lạ phải cố gắng lắm chị mới có thể nói với anh bằng giọng bình tĩnh mình về nhà trọ của anh đi em có chuyện muốn nói ngay khi cánh cửa phòng riêng của anh trong nhà trọ vừa khép lại chị đứng trước anh nhìn anh rồi nói như sợ không còn cơ hội nào khác đêm nay em sẽ ở lại đây em muốn chúng mình thuộc về nhau đêm nay em không muốn chờ đợi thêm nữa không chờ cho anh kịp phản ứng, chị rơi mình vào vòng tay anh, mặt đầm đìa nước mắt. Cả hai sớ rớ ngồi cạnh giường, luống cuốn đến tội nghiệp. Bên cho với tê tái khắc ghi, bên nhận trong nghiệt ngã đắng đo. Sau đó cả hai dựa sát vào nhau, anh trầm tư ôm vai chị, che chở triều mến. Chị ngã đầu trên tay anh, nhìn lên trần nhà, mũi lòng mặt cho nước mắt tự nhiên tuôn trào thương anh, thương mình, lo sợ cho số kiếp con người mong manh, chị biết chị vừa đi ngược sự giáo dục gia đình. Vì chị nhận rõ một khi tình yêu và hy sinh để trở thành một thì không có gì tuyệt đẹp hơn là giờ phút bên nhau trong hiện tại, y như câu chuyện một thời để yêu, một thời để chết. Này em, khăn áo vẫn còn nếp nhậu, lực gương đâu có nở nào quên bóng hình, này em chăn gối vẫn còn ấm nồng chỉ người năm cũ như bóng trăng gầy liệm cuối sông đêm đầu tiên và đêm cuối cùng có nhau chị biết đơn vị dù của anh đang hành quân vùng cao nguyên ngày mười tháng ba năm bảy mươi lăm ban mây thuộc thất thủ sau đó tin pleiku công tôn bị trút bỏ từ vùng hành quân anh nhờ lính hậu cứ nhắn tin cho chị biết và đó là lần cuối cùng chị được tin anh cuối tháng ba chị được biết tiểu đoàn của anh cùng chung số phận với lữ đoàn ba dù đánh cho đến người cuối cùng ở khánh dương trồi phân tán mỏng trên đường rút quân đơn vị đã không tìm thấy anh mất tích tử thương bị bắt làm tù binh quả là tội nghiệp cho một thiếu nữ như chị với chỉ danh nghĩa người yêu của lính xuôi ngược chạy tìm tin tức của anh từ hậu cứ tiểu đoàn đến bộ tư lệnh sư đoàn mặc ủ rũ chờ đợi nghe ngóng tin tức ở nhà anh ngày hai mươi chín tháng tư người anh cả của chị một sĩ quan hải quân chạy nhanh về nhà hối thúc cha mẹ thằng em trai và chị ra bến bạch đằng lên thuyền rời nước như một người máy trôi theo dòng đời chị ra đi mà lòng quặn đau bất định biết rằng từ đây mọi người vĩnh viễn mất nước và chị vĩnh viễn xa rời và mất luôn cả anh ngài đến trại Fort Chaffee tiểu bang Arkansas chị mới biết mình có thai được trên hai tháng trong khi cả gia đình chị bấn loạn cá nhân chị vừa lo lắng vừa hân hoan với mầm sống của anh trong người qua bao nhiêu gian nan cam go chịu khổ chịu cực chịu cảnh gái chưa chồng nhưng có con, chị can đảm vượt thoát mọi thử thách, mọi e dè để cuối cùng định cư ở tiểu bang Louisiana với một người chồng Mỹ vào năm 1984. Chị cố tạo cho mình một vườn hoa trái nơi chị nhận làm quê hương thứ hai, nhưng đa số là trái ngang, trái trắc trở, trái sầu, trái đắng, trái chua, trái cây là tiềm ẩn từ bao thôi thúc vương vấn bao bồi ngồi luyến thương của mất nhau hoài nhau không thể chối từ mà cũng chẳng thể vứt bỏ vì đó là những bám phiếu giúp chị can đảm sinh tồn gần cuối thập niên tám mươi tôi tình cờ gặp chị trong một phiên trực tại phòng cấp cứu của bệnh viện benes jones army community tại fort Paul, tiểu bang louisiana nơi vốn là bản doanh của sư đoàn năm cơ giới hoa kỳ đã có mặt tại chiến trường việt nam con gái chị với khuôn mặt việt nam khoảng mười ba mười bốn tuổi té xa đạp không bị thương nặng ngoại trừ vài vết thương trầy trụa ngoài da nhìn thấy tôi là một bác sĩ người việt chị mừng trở bắt chuyện kể từ đó thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau đôi lần cũng tại bệnh viện quân đội mỹ có luôn cả người chồng mỹ của chị là một thiếu tá hồi hưu từng tham chiến hai lần tại Việt Nam. Vài năm sau chồng chị qua đời vì bệnh tim, chị trở thành bệnh nhân của tôi tại phòng mạch tư. Đó cũng là thời gian tôi khám phá chị bị ung thư vú và chuyển chị qua bác sĩ chuyên khoa. Trong một lần nói chuyện dài hơn, chị mở lời tâm sự về chuyện tình của chị trong chiến tranh Việt Nam. Người cha của con gái chị, chị biết chị cầu nguyện hàng ngày, hầu mong tin tức về anh sống chết như thế nào sau trận đánh ở Khánh Dương, nhưng không mấy hy vọng. Cũng như đã từng cố gắng tìm kiếm qua các cộng đồng người Việt tị nạn trong bao nhiêu năm qua, không lâu sau đó, chị rời vùng trở về sinh sống với cha mẹ chị ở Springdale, tiểu bang Arkansas. Chào bác sĩ! Bác sĩ còn nhớ tôi không? Tôi là Kim Tiên đây. Dân, đúng rồi đó, Dân, vâng, cảm ơn bác sĩ. Bố mẹ tôi bình yên. Con gái tôi vừa vào năm thứ nhất đại học cộng đồng tại đây. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chắc cháu sẽ vui khi biết bác sĩ vẫn còn nhớ đến cháu và gửi lời thăm. Thưa bác sĩ, hiện tại ung thư của tôi ở giai đoạn cuối. Các bác sĩ bên này cho biết tôi còn sống được khoảng sáu tháng nữa. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, không sao. Tôi muốn báo một tin rất vui cho bác sĩ. Biết là tôi vừa tìm được tin tức của cha con gái của tôi rồi. Cảm ơn bác sĩ chung vui với tôi. Vâng, anh ấy vẫn còn sống tại Việt Nam. Dạ, tôi may mắn tìm ra được em gái của anh, cũng qua Mỹ với chồng theo chương trình HO cuối năm 91. Nhờ trời thôi bác sĩ à. Dạ, qua chương trình nhịp cầu thân yêu của đại lý đâu Sài Gòn loan báo. Thưa bác sĩ, chính tôi cũng không biết được tình trạng của anh ra sao. Em gái của anh nhất định không chịu nói nhiều chỉ cho địa chỉ một người trung gian nên tôi quyết định về việt nam một chuyến trước là để thăm mộ bên nội bên ngoại của tôi sau sẽ tìm đến thăm anh dạ tôi cùng đi với một người bạn thân quen trong nhà thờ tôi không thể chờ con gái tôi cùng đi chúng vì cháu rất bận học mà tôi thì không còn bao nhiêu thời giờ nữa dạ có gì tôi sẽ cho bác sĩ biết sao cảm ơn bác sĩ tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe trong chuyến đi gần một tháng sau chị gọi điện thoại cho tôi nói nhanh giữa những cơn thở nặng và xúc động câu chuyện nhiều lúc bị ngắt khoảng bởi những im lặng và tiếng sụt sùi sau nhiều ngày bận rộn đi thăm bà con gần xa và viếng mộ đại gia đình thủ đức chị mệt mỏi trở về sài gòn ngỡ ngàng bước cô đơn giữa lòng thành phố đầy người ngày trời sài gòn với mảnh giấy ghi địa chỉ của anh do một người bà con với em của anh cho chị đi xe khách đến ninh hòa từ bến xe chiếc honda thầu chở chị đi tiếp trên con đường đất đến một làng khá xa thị xã đường về lối mới sau chật hẹp thu nhỏ hoàn toàn xa lạ trong tâm trí không một hương thôn vương vấn không một tiếng gọi quen thuộc không một câu hò ả à ơ và trời cũng chẳng mưa để làm ướt lòng người trở về ngược lại trời đổ nắng đến hoa cả mắt nóng cháy cả người kèm theo bụi đường đỏ làm chị ngột ngạc giữa bao nhung nhớ chất chứa màu kỷ niệm của thuở tình tự. Sau vài lần ngưng dọc đường hỏi thêm chi tiết, xe ngừng trước một căn nhà nhỏ sơ sát tội nghiệp, với mấy tôn đổi màu theo thời gian, có vài bụi chuối xung quanh cùng hàng cây dâm bụt phía trước. Không chần chờ chị bước vội vào nhà, đập ngay vào mắt là một thân hình cao gầy gò ngồi trên một sạp tre, lưng xoay ngược hướng chị đi vào bên cạnh là một cặp nạn chị ngập ngừng lên tiếng kêu nhẹ tên anh thân hình ấy quay nhanh về hướng chị cùng lúc qua quãng chụp tìm đôi nạn gỗ trước mắt chị là một hình hài với chân phải cột lên tận đầu gối áo quần xốc xếch tóc tai bung sung chị bật khóc chạy đến gần trong một thoáng kịp nhìn thấy hai lũng mắt lõm sâu không còn trong mắt chị đột nhiên khuỵu người xuống trên sàn đất như thể toàn sức lực dành cho chuyến đi bỗng cạn kiệt cùng lúc ấy bóng một người đàn bà đi nhanh từ bếp nâng chị dậy anh bị thương nặng ở chân trên đường trúc quân cố gắng lết xa khỏi trận chiến và ẩn núp trong một bụi rậm ngày hôm sau địch tìm thấy anh và bắt làm tù binh anh nghĩ vết thương ở chân phải có thể lành nếu được chữa trị với trụ sinh và băng bột nhưng tên y sĩ trại tù chọn cách dễ là tháo khớp gối. Sau đó anh còn bị đạn nổ trong khi nhóm lửa rừng sưởi ấm ở trại tận bên cao nguyên, khiến cả hai con mắt của anh bị hư nặng, tuy vẫn còn nhìn thấy rất mờ. Vì vậy anh được thả cho rời trại sớm. Trên đường khẩu sở một mình thất thiểu về lại làng phố, anh bỗng gặp một người đàn bà chưa một lần quen biết. Hiện tại là vợ của anh, đem anh về nhà săn sóc. Chồng trước của bà là một người lính địa phương quân tử trận hai năm trước ngày mất nước. Trong vài năm sau đó, đôi mắt anh làm độc kinh niên, nên bác sĩ đành phải mốt bỏ cả hai bên. Biết tính của anh chỉ muốn nhắc đến những giai đoạn quan trọng của trận cuối và trong thời gian khi còn là tù binh, chị không thắc mắc hỏi thêm, cũng chẳng cắt ngang cuộc độc thoại của anh bằng một giọng nói trầm tĩnh của chấp nhận số phận đã an bài của một cam chịu không lối thoát chỉ có cảm tưởng anh chỉ thổ lộ lần duy nhất này rồi sẽ không bao giờ nhắc lại như chôn sâu vĩnh viễn nỗi oan khiên vào bóng tối đời anh đời anh là một nỗi buồn không nguôi kết trái sầu tuổi từ thuở anh trở thành kẻ chiến bại và phế nhân anh cố tình làm ra vẻ thẳng nhiên như không hề muốn chị phải đau đớn dày vò tự trách số phận quá nghiệt ngã cùng khốn lỡ làng trách chi người ai lỗi ai trách chi người mây ướt cây trách chi người thôi đã xa nhau kiếp này mùi thơm khăn áo ngây ngất đi vào cổ tích tôi chị yên lặng ngồi nghe tiếng được tiếng không tê tái cõi lòng nhớ lại năm xưa có lần anh thì thầm bên chị may ra anh bị thương thì chúng mình mới có thể trở thành vợ chồng thế nhưng tuyệt đối chưa một lần chị nghĩ đến anh có thể bị thương trong cuối cuộc chiến và cũng chưa hề nghĩ anh đã phải trải qua những giai đoạn khổ sở cùng cực như vậy từ một nam nhân oai hùng ngày xưa nay anh là một phế nhân với những vết thương tàn phá nặng nề trên cơ thể đôi mắt ngày xưa nơi chị thường hay nhìn vào để tìm hình ảnh của tình yêu và sức sống của tuổi trẻ mình nay chỉ là hai mí mắt nhiếp gần nhau nằm sâu trong một khoảng màu trắng ở giữa giờ đây chị mới hiểu vì sao em gái của anh tránh không cho chị biết nhiều về anh chị bỗng cảm thấy gần gũi với vợ của anh thầm cảm ơn rằng ơn trên sắp đặt cho anh tìm được ánh sáng dịu hiền giữa đường qua sự săn sóc cú vớt nuôi nấng bao bọc che chở yêu thương của người vợ này như một bà tiên hiện ra nguyên vẹn để dẫn dắt cô mang nâng đỡ chàng thiên thần mũ đỏ của chị trong xa cơ thất thế khi cánh dù bị chà đạp tan tác trong cuộc đổi đời chiều hôm ấy chị không từ chối khi vợ anh mời chị ở qua đêm tại đây cả hai cùng nhau tâm sự dưới một ngọn đèn vàng úa duy nhất của nhà. Nhất là sau khi nghe chị cho biết, anh từng là người yêu đầu đời của chị. Càng về khuya, chuyện trò càng cởi mở hơn. Bây giờ chị mới từ tốn cho vợ chồng anh biết là chị có thai với anh ngay trong đêm trước khi anh trời Sài Gòn về lại đơn vị cuối tháng 2 năm 75. Con gái của anh sinh vào cuối tháng 11 năm 75 chị đặt tên cho con là Kim Ngân, ghép từ nửa tên của chị và nửa tên của anh. Này con gái được 19 tuổi, và đang học đại học gần nhà. Vợ anh liên tục nắm chặt tay chị, và kéo chị ngồi sát vào mình. Một cử chỉ che chở, chia sẻ, thông cảm và đầy thân thiện trong suốt câu chuyện. Anh hoàn toàn im lặng, hai tay ôm đầu mình, thỉnh thoảng hai vai có vẻ trung nhẹ. Mãi sau khi chị dứt, anh mới nhẹ nhàng hỏi là con gái có biết câu chuyện giữa anh và chị và biết anh là cha không? Chị trả lời, chị biết cha nó là một sĩ quan nhảy dù, tử trận và mất xác khi cuộc chiến Việt Nam gần đến hồi kết thúc. Ngay cả mục đích đi tìm anh trong chuyến về Việt Nam của chị, chị cũng hoàn toàn giấu con gái. Chỉ một điều duy nhất chị không tiết lộ cho anh và vợ anh biết là chị đang bị ung thư vào giai đoạn cuối. Tối hôm đó sau khi đọc kinh cầu nguyện cảm ơn, chị có một giấc ngủ thật an lành dù lạ nhà. Một phần có lẽ vì đi đường quá mệt, phần kia vì chị đã đạt được mục tiêu chính của chuyến đi. Sau bao nhiêu cầu sinh, bao nhiêu tấp thỏm đợi chờ mong mỏi tin tức, nguyện vọng ấp ủ từ bao nhiêu năm nay, được đáp ứng và trở thành sự thật trước đây bao thương nhớ bao hình ảnh về anh và sự mất anh trong đời những suy sụp tinh thần của một người đàn bà di tản mang thai những oan trái mòn mỏi trong xót xa những gian khó thử thách trong đời sống mới những gượng cười trong lệ sầu những năm nuôi dạy con mình những cô đơn tinh thần khi sống cạnh người chồng mỹ với bao dị biệt văn hóa ngôn từ những mệt mỏi thể xác qua bao lần xạ trị hóa trị thuốc cũ thuốc mới những sợi tóc xanh phai màu rơi rụng những đau đớn chán nản khi căn bệnh trở nặng những lo âu suy tính về tương lai con gái rồi đây sẽ mồ côi mẹ tất cả đã tạo cho chị một tình trạng trầm cảm nặng nề nhưng giờ đây chị vô cùng mãn nguyện tìm thấy anh nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt biết anh đã sống sót qua chiến tranh dù bị tàn phế trầm trọng nhưng bù lại anh có một người bạn đường luôn bên cạnh săn sóc yêu thương anh hơn nữa anh còn có đứa con gái và đứa con trai sẵn hôm sau đứa con trai của anh nhỏ hơn con của chị gần ba tuổi ở nhà ông bà ngoại cảnh trường trung học huyện về kịp chào chị trước khi chị lên đường chị cũng đã kín đáo trao tặng tất cả số tiền lớn còn lại cho vợ anh đêm qua chị có hứa với vợ chồng anh là chị sẽ kể cho con gái của anh tất cả câu chuyện giữa chị và anh không một dấu giếm luôn cả thương tật của anh và hoàn cảnh hiện tại của vợ chồng anh để trả lời câu hỏi của vợ anh bằng một giọng mong manh sâu tận đáy lòng chị run run xúc động cho biết sẽ trở về lại thăm vợ chồng anh nếu sức khỏe cho phép. Sau khi chào tạm biệt vợ chồng anh và chúc an lành, hai người đàn bà ôm siết chặt nhau mắt chớm lệ gần gũi trong cảm thông trân quý. Anh vẫn đứng yên bên khung cửa trước nhà, trang hòa trong ánh sáng ấm ban mai. chỉ vội bước nhanh đến chiếc xe thồ đang đợi, xe trộn mái chở chị đi. Không nhìn lui, bình an trong lòng, chị ngước nhìn trời, một màu xanh tuyệt đẹp, không mây. Chị Kim Tiên đã không về lại Việt Nam lần thứ hai. Chị chết trong Bình An vào giữa tháng 5 năm 94. Cháu Kim Ngân điện thoại cho tôi biết, theo yêu cầu của mẹ, cháu đang sửa soạn về thăm cha trong mùa hè này. Mang theo chiếc xe lăn cũ của chị cùng một số tiền lớn từ bảo hiểm nhân thọ của chị để lại cho cha.